Đây là phiên tòa. Cô đã biết cái sai của mình chưa? Thưa tòa, tôi bị oan, tôi cần được giải thích. Bị cáo có 30 giây để giải thích. 30 giây bắt đầu. Tôi vô cát, tôi... Hết giờ. Sự thật đã được phơi bày, kết án tù lương tâm. Cái búa ba vô cái yết hầu liền.